đẩy mạnh đôn đốc các địa phương về tăng cường tiêm vaccine COVID-19, gửi thông báo và thực hiện tuyên truyền đến từng thôn xóm, gia đình. Nhưng đến ngày tổ chức tiêm, vẫn có rất ít người dân đi tiêm. Thờ ơ với việc tiêm mũi vaccine COVID-19 liều nhắc lại, tức mũi 3, mũi 4 là thực trạng đang diễn ra hiện nay tại các địa phương, ghi nhận tại huyện Kim Động. Đây là buổi tiêm vaccine của xã Ngọc Thanh tại trạm y tế sáng ngày 2 tháng 11. Những dãy ghế trống và chỉ có lác đác người đến tiêm. Hình ảnh này khác hoàn toàn với các mũi tiêm trước đó. Chị Quỳnh ở thôn Ngọc Đồng là một trong số ít những người đến điểm tiêm ngay sau khi được thông báo từ loa truyền thanh và chính quyền địa phương. Tiêm từ mũi 1 đến mũi 3 rồi không có vấn đề gì cả, nên là mũi 4 này thì em nghĩ nó rất là bình thường. Nói chung là mình tiêm thì để mình phòng và cho bản thân mình, đến lúc mà mình có bị phát lại thì nó cũng không có ảnh hưởng gì thôi. Em cũng thấy là nhiều người ở khu em người ta cũng bảo là thôi cũng không cần phải tiêm ấy. Thì bởi vì là nhiều người nghĩ là bây giờ cũng đang hết dịch rồi nên là người ta cũng không sát sao lắm về việc tiêm. Buổi tiêm này xã Ngọc Thanh được cấp hơn 100 liều vaccine, nhưng kết quả chỉ có khoảng 50% số vaccine được tiêm. Tỷ lệ này vẫn được coi là cao so với các địa phương khác trong thời điểm hiện tại. Số vaccine còn lại trạm sẽ phải chuyển lại về trung tâm y tế huyện để đảm bảo công tác bảo quản vaccine. Hiện tại là đang trong mùa chuyển giao thời tiết ấy, cho nên là dịch chồng dịch như là cúm, cúm A, cúm B rồi là có sốt xuất huyết. Cho nên là người ta thấy sức khỏe người ta không ổn là người ta không tới tiêm thôi. Còn khách quan thì người dân bây giờ người ta thấy rằng là cái tỷ lệ người nhiễm COVID nó giảm đi. Cái thứ hai là cái mắc COVID bây giờ là thuốc người ta điều trị thì nó cũng giống như các cái cúm thông thường. Cho nên người ta nghĩ là bây giờ tiêm thì cũng như thế thôi. Cho nên là người ta cũng bảo là thôi tiêm 3 mũi rồi, thì người ta không tiêm nữa. Đợt phân bổ vaccine tháng 10, huyện Kim Động được cấp 8.000 liều vaccine COVID-19 để triển khai tiêm cho hai nhóm đối tượng là trẻ em từ 12 đến 18 tuổi mũi 3 và mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên đến nay mới triển khai tiêm được khoảng 4.500 liều. Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp với các doanh nghiệp trường học và tích cực ban hành văn bản đôn đốc các địa phương để tổ chức tiêm chủng, song kết quả vẫn còn tồn lại gần 3.000 liều vaccine. Hiện số lượng người dân đã tiêm mũi 4 của Kim Động là 21.000 trên tổng số 81.000 người đủ điều kiện, tỷ lệ mới đạt 26%. Thực trạng tiêm tại các địa phương bây giờ đang rất là khó khăn. Trạm y tế thường xuyên tổ chức tiêm, tuy nhiên là không có người đến tiêm tại trạm. Rất là nhiều trạm cũng đã thực hiện tiêm lưu động đến từng thôn xóm để gần nhất với lại người dân, tuy nhiên là hiệu quả đạt được thì lại vẫn chưa cao. Việc chủ quan lơ là của một bộ phận người dân trong tiêm những mũi vaccine nhắc lại trước hết sẽ là gây lãng phí nguồn vaccine, gây thiệt hại về kinh tế. Nhưng thiệt hại lớn nhất chính là sức khỏe của người dân, bởi hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều phức tạp, nguy cơ dịch chồng dịch là rất lớn. Do vậy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức cộng đồng, tiêm chủng đầy đủ theo quy định để được bảo vệ sức khỏe liên tục và kịp thời.